Alo, xin chào các bạn nhé. Thì nhiều bạn hỏi yêu cầu là tại sao lại có thể tiến bước được mật tình, tức là nó có cái dòng chỉ số ở đây này. Ở đây chưa ai có tiến cấp được mật tình. Thì đây sau đây mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn, nói nhanh nhá, cách tiến cấp mật tình. Thì đây, các bạn nhận làm như sau này. Đầu tiên là các bạn đợi mình chút nhá, để mình thu gọn cái này vào đây. Để mình thanh lý cái giường này nè. Ok. Thì bây giờ đầu tiên là các bạn muốn tiến cấp mật tình ấy, thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn kích của nhận lưu phái chân quyền và yếu quyền. Các bạn nhận chân quyền cho mình, tức là nhận mật tình rồi. Sau khi các bạn nhận được một đống này, được chưa? Thì các bạn click chuột phải vào để luyện từng quyền lên bằng cách luyện nhanh. Đây, thì bây giờ mình luyện nhanh cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn click vào thăng cấp mật tình đã trang bị. Đây, các bạn luyện cho tầm khoảng 4 quyền. 4 quyền là đủ nhá. 3, 4 quyền thì mình cũng không rõ lắm. Thì đây, các bạn luyện nữa. Nhớ là các bạn luyện đều là 99 nhá. Tức là cấp 99, luyện full luôn. Đây, thăng cấp. Bây giờ mình luyện được khoảng 4 quyền rồi. Đây, thì mình lấy quyền này là quyền chính để mình tí nữa mình tiến cấp phục quyền này. Ok. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ lấy 4 quyền này để mình ép vào cái quyền chính của mình. Đó, tức là các bạn làm như vậy, các bạn sẽ luyện được tổng khoảng 4 quyền. Sau đó là các bạn đến cái chỗ chủ tiệm vũ khí ở Tương Dương Biện Kinh đều được. Thì mình đến Tương Dương nhá. À, Biện Kinh nhá. Xem thằng này có chưa nào. Thì mình đến Biện Kinh. Mình kích vào chủ tiệm vũ khí, mình kích vào trang bị thách nhá. Thì đây, mình đặt từng quyền mật tịch đã luyện được 99 này. Đây là những quyền mà quyền phụ thôi. Thì các bạn muốn luyện được bao nhiêu, có nghĩa là các bạn muốn luyện chỉ số bao nhiêu cũng được. Xấu đẹp không quan trọng, cái quan trọng là mật tịch chính của mình nó đẹp tí là được. Thì các bạn thả vào đây. Đây, chân quyền tinh hoa các bạn thách trang bị ra. Đồng ý, được một cái chân quyền tinh hoa đúng chưa? Các bạn làm tiếp theo với các cái tương tự như vậy nhá. Để mình làm nhanh thôi. Để hướng dẫn, chủ yếu là hướng dẫn các bạn thôi. Còn cái đấy thì còn lại các bạn. Sau đó các bạn được 40 cái chân quyền tinh hoa thì các bạn click chuột phải ở đây. Đây nó hiện ra một cái đây. Thì đây mình sẽ, đầu tiên mình sẽ đổi lấy cái này đã. Ok chưa ạ? Ok. Thì mình click một trong hai cái chuột phải này. Đầu tiên thì các bạn click vào quán thông quyền. Đồng ý nhá. Các bạn đồng ý phát là được. Đó. Các bạn thấy được hiệu quả của chân võ bảo điện chưa ạ? Đấy. Ok. Hiệu quả của chân võ bảo điện. Ok ạ. Thì bây giờ các bạn đi tiến cấp thôi. Đây mình test cho các bạn xem một cái nhá. Các bạn sang mật tịch ta. Lính luyện của mình đang có 2000. Đây, để nhận lính luyện ấy. Lính luyện muốn luyện được cái tiến cấp đây này. Các cái dòng này thì các bạn cần phải có điểm lính luyện đúng không ạ? Thì muốn có điểm lính luyện thì làm thế nào ạ? Thì ta vào cái này thôi. Rồi mà item thôi. Ta nhận điểm lính luyện đâu nhỉ? Lính luyện nãy mình có thấy mà. Nhận tài nguyên đúng không ạ? Nhận tài nguyên và đây, lính luyện đây. Đây mình nhận một cái thôi là đủ. Mỗi lần nhận được 1000 điểm mà quá nhiều. Đây ban đầu là mình sẽ luyện dòng thứ nhất. Đó, đang lên thành. Thì thôi không làm các bạn phải đợi lâu thì mình sẽ thua thời gian nhá, đến cái phần đấy để cho các bạn xem luôn. À quên, nãy thì mình cái vấn đề mà luyện này, tại sao nó nhảy lâu mày, thì mình quên là mình không chưa ăn đại nhân sâm. Thì đây các bạn vào ngự các nhá, xu thì không thiếu luôn. 9 triệu 6 xu này thì không thiếu. Các bạn vào ngự các, vào thương lập viên. Vào bảo đường xem nào. Các bạn mua đại nhân sâm nhá, để luyện cho nó nhanh. Đây mình sẽ loot tổng khoảng 30 cục đại nhân sâm đi. Mình là người có điều kiện mà, đúng không ạ? Đó.
luôn đạn nhân sâm thì nó chạy thời gian rất là nhanh. Thì các bạn nên sử dụng đạn nhân sâm bởi vì có su mà, tội gì, đúng không ạ? Thì ok, sau khi mình luốt thì đây mình sang luyện tiếp này, tu luyện này. Đây nó kích có cái dòng đạn nhân sâm này đúng không ạ? Các bạn thấy chưa ạ? Nó nhanh, chạy nhanh, rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Được 77 à. Ok, bao giờ đến 150 là nó sẽ được cái dòng đầu tiên này. Đó. Cái dòng đầu tiên ấy như là phòng thủ bạo kích thì phải. Mình có chơi bên Vinagame thì mình nhớ là như vậy. Thì cái nói chung là mình làm cái này thì cũng chỉ để chia sẻ cho anh em thôi, cho những ai mà mới chơi hoặc là đang chơi lại thì anh em biết. Chứ một số người thì mình thấy là họ đăng lên thấy tiến cấp rất là ngon hoành tráng, nhưng mà người ta hỏi thì anh em hỏi thì lại không trả lời, mình thấy cũng không lên. Có gì thì chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi, đúng không ạ? Đằng nào game thì cũng chỉ test được vài ngày thôi, cũng không nên giấu giếm làm gì. Thì mình biết thì mình cũng đăng clip rồi mình hướng dẫn anh em luôn đó. Thì nói chung là anh em nào thấy hay thì video có thấy thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, nhớ like nữa nhá. Ok, bây giờ đang được 119 rồi. Nói chung là cái phiên bản lần này thì nó cho test thì được cái đồ thiên hại vô song với cả số lượng xu không khá là nhiều, cho nên các bạn thoải mái là tiêu chứ không phải lo lắng như là cái của Vinagame cho test nữa. Vinagame cho test thì hầu như là không có xu đâu, thì các bạn chỉ là đánh nhau với bản bình thường chứ không mua được những cái đồ trong ngữ các. Không biết là luyện sẽ được cái này bao nhiêu đây, mình chỉ là luyện hướng dẫn các bạn thôi chứ không 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 dễ bảo ai hay là luyện nó hay được. Ok, mình được dòng đầu tiên là phòng thủ bạo kích 4 đây. Ok ok đó, các bạn nhìn thấy chưa, phòng thủ bạo kích 4. Thì nếu mà các bạn muốn luyện tiếp thì lại click xuống dòng thứ hai, rồi click tu luyện dùng đại nhân sâm, được chưa ạ? Ok, các bạn đã hiểu chưa? Rồi clip của mình đến đây là hết nhá, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào tạm biệt các bạn.